Trái đất rộng, nội dung ebook giới thiệu cho các bạn biết trái đất của chúng ta thật sự là rộng và bên trong lòng trái đất có một nền văn minh đang tồn tại. Qua loạt các câu hỏi đáp với các thành viên của mạng lưới thành phố trong lòng đất, các bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn tới lịch sử của trái đất, chi tiết nhất trong khoảng thời gian 13.000 năm trước và các vấn đề đang xảy ra trên bề mặt, hình thái xã hội, công nghệ, môi trường, con người của thế giới trong lòng đất cũng được mô tả cho các bạn. Và điều rất quan trọng là giai đoạn này, chúng ta đang tiến vào thời đại hoàng kim, thời đại bão bình mà trái đất sẽ chuyển sang chiều không gian 5D, một thế giới mới đang chuyển hóa từ thời kỳ tăm tối suốt chiều dài lịch sử trái đất sang một thời kỳ của thịnh vượng, tình yêu, ánh sáng, hạnh phúc mãi mãi. Ebook Trái đất rộng được tổng hợp từ các bài viết tại chuyên mục Trái đất rộng trên website Cộng đồng Ánh Sáng, đóng gói và public bằng Đức Anh với email neverland.anh@gmail.com, tại website mạng lưới ánh sáng.com, cộng đồng ánh sáng.org, trí thức hoàng kim.com. Xin kể lại câu chuyện có thật của một thành viên trong diễn đàn này. Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 7 hay 8 năm về trước, từ một lần ngồi thiền về luồng hỏa xà Kundalini và dẫn tới sự tìm hiểu ra một câu chuyện lớn hơn, trái đất này là rộng. Trên đường tầm đạo, anh ta tìm hiểu đủ thứ pháp môn, từ Phật giáo tới khí công, từ võ thuật tới thiền định, nhưng không thỏa mãn vì không thể pháp môn nào có uy lực và phát sinh trí tuệ như kinh sách viết lại. Suy đi tỉnh lại, thấy có pháp môn luyện hỏa xà Kundalini là có vẻ khoa học nhất, không mơ hồ hay hứa hẹn đời sau gì hết. Huyệt vị luân xa rõ ràng, có đầy đủ đồ hình và hướng dẫn trong sách. Nếu luyện thành công thì khai mở trí tuệ, phát huy các khả năng đặc dị tiềm ẩn, mà lại được thêm sức khỏe tốt nữa, thiệt là một công đôi ba việc. Sau khi quyết định như vậy, anh ta chuyên tâm luyện tập. Việc đầu tiên là đánh thức con hỏa xà Kundalini. Theo như tất cả các sách vở nói, con hỏa xà này nằm ở đột xương cục cuối cuộc sống. Người hành giả cần đánh thức nó dậy và đưa nó lên theo mấy con đường kỳ bí bên trong và xung quanh cuộc sống. Phải tìm ra rồi mới đánh thức được hỏa xà. Đánh thức được rồi thì mới dẫn đi được. Dẫn đi được rồi thì sẽ có kỳ tích xuất hiện. Anh ta nghĩ vậy. Anh ta ngồi thiền theo chỉ dẫn, tập trung dùng nồi soi quan sát đột xương cùng, dùng đủ mọi phương pháp viết trong sách mà chẳng thấy luồng khí nặng nào, không thấy gì đặc biệt ở đột xương cùng cả. Anh ta ngồi thiền quán tưởng về hệ thống luân xa như thế này, có hình vẽ chú thích. Ba kênh năng lượng, lưu ý tên gọi bằng tiếng Phạn. Ba kênh năng lượng của hệ thống vi tế trong tiếng Phạn được gọi là Ida Nadi, Pingala Nadi và Susumna Nadi. Nadi có nghĩa là con kênh hay dòng sông. Kênh trái Ida Nadi, kênh trái là Ida Nadi, kênh mặt trăng. Nó cho chúng ta sức mạnh về nguồn cảm xúc. Trạng thái thuần khiết của nó thể hiện qua những phẩm chất như sự vui tươi, tình thương thuần khiết, lòng từ tâm, khiếu âm nhạc và nghệ thuật. Nó là kênh âm của con người, nhưng nó tồn tại đều nhau ở cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, con người hay thiên về những vấn đề thuộc kênh trái, như là sự dính líu về tình cảm, sự trầm cảm, thiếu tự trọng và những cảm giác tội lỗi, các nghi thức, những thói quen xấu và sự tuyệt vọng. Kênh phải Pingala Nadi. Kênh phải là Pingala Nadi, kênh mặt trời. Nó cho chúng ta sức mạnh về một trí óc cấp tiến, thể chất của chúng ta, việc học hành và sức mạnh để vượt qua những khó khăn thông qua sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, con người hay thiên về những vấn đề của kênh phải như tính từ cao, từ đài,
ích kỷ, đố kỵ, kiêu căng, nóng giận, bạo lực, thói ganh ghét. Đây là cân dương của nam và nữ. Cân dừa Susumna Nadi. Cân dừa Susumna Nadi là sự cân bằng của hai cân trái phải. Thiền định hàng ngày sẽ giúp chúng ta làm nguội bớt cân mặt trời và làm ấm cân mặt trăng lên, và nó giúp phục hồi sự cân bằng từ bên trong chúng ta về tình cảm, tinh thần và thể chất. Sau đó, sự chủ tâm của con người sẽ ngừng chao đảo từ cân trái qua cân phải, từ vui sang buồn, từ năng động sang uể oải, và luôn luôn ở giữa hiện tại, ở chính giữa, luôn hoạt động mà như không hoạt động, làm mà không làm, chứng kiến vở kịch cuộc sống của chính mình. Dưới đây là ảnh hoạt họa về ba kênh năng lượng và sự đi lên của họa xa để bạn có một cái nhìn rõ hơn. Rising Kundalini, bảy luân xa. Những năng lượng chủ yếu của cuộc sống con người được tập hợp thành những trung tâm năng lượng vi tế được gọi là những luân xa. Các luân xa liên hệ với những đầu dây thần kinh trung ương và liên hệ mật thiết với các cơ quan chính trong cơ thể con người. Mỗi luân xa được thiết kế để quan sát và duy trì sự vận hành hoàn hảo của hệ thống các cơ quan này. Ngoài ra, những luân xa ấy cũng cho chúng ta những phẩm chất cao quý như khả năng giao tiếp, lòng từ bi, tâm, sự sáng suốt và sự sáng tạo. Luân xa 1, tên gọi Muladhara, đảm rối thần kinh, vùng xương chầu, phẩm chất, sự trong sáng và khôn ngoan. Luân xa 2, tên gọi Swadhisthan, đảm rối thần kinh vùng bụng dưới, phẩm chất, sự sáng tạo. Luân xa 3, tên gọi Nabhi, đảm rối thần kinh vùng bụng trên, phẩm chất, sự rộng lượng, bình yên, hài lòng. Luân xa 4, tên gọi Anahat, đảm rối thần kinh vùng tim, phẩm chất, tình yêu thương, niềm vui, sự tách rời. Luân xa 5, Visuddhi, đảm rối thần kinh vùng cổ, phẩm chất, khả năng giao tiếp, tính độc lập. Luân xa 6, Ajna, đảm rối thần kinh vùng trán, phẩm chất, sự tha thứ, tịnh tâm. Luân xa 7, Sahasrara, đảm rối thần kinh vùng đỉnh đầu, phẩm chất, sự kết nối, niềm vui, sự thanh thản. Ngày qua ngày, trải qua nhiều giờ hành thiền, bỏ ra nhiều công phu mà vẫn không có chút cảm hứng nào, không thể chút dấu hiệu nào của luồng hỏa hầu, các dấu hiệu thức tỉnh của Kundalini như ấm nóng hay tê tê, như điền chày hay cảm thấy có một áp lực ở cuối cuộc sống cũng không có. Càng luyện tập, anh ta càng thấy thất vọng. Cho đến một buổi trưa không nóng lắm, xung quanh tĩnh lặng. Theo thói quen, anh ta chui vào một góc hành lang, lọt mông bằng một miếng bìa cạc tông, ngồi khoanh chân trên nền nhà. Sau khoảng hơn một giờ công phu, vẫn chẳng thấy gì hết. Lúc sắp xả thiền, anh ta nảy sinh tâm thất vọng. Anh ta tự nghĩ, chẳng nhẽ cái pháp môn luyện luồng hỏa xa này đã được biết bao người nói tới, được nhiều bậc thầy Ấn Độ chỉ dạy, lại là một pháp môn, chỉ là quảng cáo thôi sao? Không có chút hiệu quả nào hay sao? Trong cơn thất vọng, anh ta ngồi đó, nhưng trong tâm thì kêu gọi các bậc thầy ở Ấn Độ mà anh ta từng biết qua sách vở đến để than phiền. Anh ta kêu tên các vị thầy từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới Lahiri, kêu từ Babaji tới Yogananda, kêu cả Đức Tuệ Minh và Đức Bà Mã Ly trong hành trình về phương Đông. Ồ, rồi đột nhiên toàn thân anh ta như có luồng điện thiệt nhẹ, êm ải chạy qua. Anh ta cảm thấy một sự an toàn và yêu thương hiện diện xung quanh. Rồi từ rất sâu trong lòng đất, một làn hơi nóng phảng phất đi vô đốt xương cùng, tỏa ra khắp người, cho một cảm giác dễ chịu, ấm nóng và yêu thương không thể nhầm lẫn. Anh ta tự hỏi, làn khí ấm đầy yêu thương và dễ chịu này từ đâu tới? Một tư tưởng hiện ra trong đầu như một lời nói thì thầm.
từ mặt trời trung tâm của trái đất tới. Lặng im một lúc, anh ta thấy vẫn có cảm giác an toàn và yêu thương nên hỏi tiếp: tôi luyện tập có gì sai sót không? Lời nói dịu dàng và thầm đáp ngay: con à, các bậc thầy trên trái đất thường cẩn thận, luôn giữ lại một bí mật của pháp môn tu hành. Luồng hỏa xa không phải cư trú tại đốt xương cùng, mà đó là điểm mà luồng hỏa xa đi vào cơ thể con người. Đó là điểm đầu tiên trên cơ thể con cảm nhận được luồng hỏa xa. Nguồn chân hỏa là mặt trời trung tâm trái đất. Anh ta tin ngay lời này vì anh ta đang được thưởng thức một dòng chảy yêu thương và ấm nóng từ giữa sâu trong lòng đất đang nhẹ nhàng luồn vô cuối cột sống. Im lặng một hồi, anh ta lại đặt câu hỏi trong đầu: dòng chân hỏa này chạy trong người tôi có cần theo một đường lối đặc biệt nào không? Anh ta nghe như là có một tiếng cười khúc khích, thích thú nhẹ nhàng. Rồi lại một tư tưởng hiện ra trong đầu: con đang cảm thấy một dòng chảy ấm nóng và yêu thương trong cơ thể con phải không? Dòng chảy yêu thương này đi tới bất kỳ nơi nào trong cơ thể con, nơi đó đều được lợi ích. Con nên từ bỏ mọi căng thẳng và quy thuận sự hướng dẫn của trái tim của chính con. Đó là con đường an toàn và tốt lành. Từ sau lời ngồi thiền đáng nhớ đó, anh ta luôn muốn tái thể nghiệm lại dòng khí ấm nóng, yêu thương đó. Nhưng cảm nhận về sau này khá mờ nhạt. Anh ta lại kêu gọi sự giúp đỡ từ thế giới tinh thần, thì nhận được sự hướng dẫn đại ý là cần có thêm thông tin để cho đầu óc hiểu rõ và không nghi ngờ về mặt trời trung tâm trái đất, hiểu rõ trái đất là cơ thể sống. Cách thức thu thập thông tin là thông qua Internet. Anh ta bắt đầu lùng kiếm thông tin trên Internet về trái đất, về đất mẹ, về thiền, về mặt trời trung tâm trái đất. Trong thời gian đầu, anh ta cảm thấy các thông tin tìm thấy trên Internet đến với anh ta như là có một bàn tay vô hình nào sắp đặt một loạt sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên, đều chỉ đến cùng một mục đích. Sau một thời gian dài tìm hiểu trên Internet và kinh nghiệm trong thiền định, anh ta nhận thấy trái đất thực sự là một cơ thể sống có ý thức. Trái đất này là rộng, có nhiều chúng sinh cao đẳng đang sống trong lòng trái đất. Cách thiền về dòng Kundalini an toàn và mạnh mẽ nhất là thiền về dòng chảy yêu thương đi lên từ mặt trời trung tâm trái đất, là thiền để hòa nhập rễ vào đất mẹ, là tìm mọi cách để tăng cường liên kết yêu thương với đất mẹ. Đây là những hình ảnh diễn tả một phần nào sự liên kết của anh ta với đất mẹ và dòng chảy yêu thương Kundalini. Đây là hình ảnh các vầng hào quang và sự bắt rễ với trái đất. Có rất là nhiều hình giá trị, mình sẽ cố gắng dàn vào file. Tiếp theo là hình con người như một cái cây bám rễ xuống lòng đất mẹ và liên kết với mặt trời trung tâm. Do ý muốn tìm hiểu về nguồn gốc của dòng Kundalini, anh ta tìm kiếm thông tin về mặt trời bên trong trái đất. Sau nhiều tuần tìm kiếm, anh ta tìm được rất nhiều thông tin chứng minh trái đất này là rồng. Và ở chính giữa trái đất, thực là có một mặt trời. Trong vùng rộng đó, có người sinh sống, họ tiến hóa khá cao, họ là anh em của chúng ta, họ khá thân thiện. Trái đất là rộng, rộng thực sự về mặt vật lý. Đường kính mặt trời trung tâm 600 dặm, bề dày vỏ trái đất 800 dặm. Ở giữa lớp vỏ này là đường trung tâm tĩnh lực hấp dẫn. Người ở mặt trong lớp vỏ có thể đứng trên bề mặt như chúng ta. Tiếp theo là rất nhiều hình ảnh. Bạn ấy đã tìm được bốn quyển sách bằng tiếng Anh mô tả rõ ràng thế giới các thành phố trong phần rộng của trái đất. Mình đã đọc được quyển Nền văn minh trong lòng đất của Ami. Tiếp theo là mình sẽ đọc quyển Trái đất rộng
Và quyển hay nhất mình sẽ đọc tiếp theo là quyển Thông điệp từ những người anh em trong lòng đất. Bây giờ chúng ta sẽ đọc quyển Trái đất rộng. Chào mừng từ Hollow Earth, hành tinh rộng ruột. Michael, thông qua Susan Matt, những gì bạn nắm giữ trong tay của bạn không gì hơn là một phép lạ giữa chúng tôi và tác giả của cuốn sách này. Nó là một phép lạ của tình yêu, sự cống hiến và trái tim mong mỏi giữa thân tộc và gia đình. Tôi có vinh dự được thay mặt cho Telos và những ai sống bên dưới bề mặt hành tinh đẹp này mà bạn gọi là Earth. Tên tôi là Michael và tôi là một cư dân của thành phố Kataria. Tôi là một Katarian từ thư viện của Potologos nằm ở bên dưới các biển Aegean. Thông cảnh này là tin nhắn từ thuộc địa em gái của chúng tôi, thành phố Telos. Thành phố chị em của chúng tôi, Telos, đã thành lập một liên kết lâu dài với những người bạn từ bề mặt. Nhiều người dân từ Telos sống và làm việc giữa các bàn, cũng giống như chúng tôi đã làm như vậy trong một thời gian rất dài. Mỗi lần khảo cổ học phát hiện ra một phần điều đáng chú ý mà bạn gọi là lịch sử hành tinh của bạn, chúng tôi ở thuộc địa ngầm vui mừng khi biết rằng bạn đang nhớ đến thời gian khi nhiều người trong chúng tôi thường xuyên và công khai sống giữa các bạn. Mỗi khi bạn nhận ra rằng vạn vật đều liên kết với nhau, từ các phần nhỏ nhất của đất dưới chân bạn, phần nhỏ nhất các dạng sống trong các đại dương, đến rồng lớn của trời có lấp lánh với hàng tỷ ngôi sao, chúng tôi rất mừng. Bạn tin rằng bạn sống một mình, nhưng không, chúng tôi không chỉ tồn tại với bạn. Chúng tôi cũng giống như bạn, tuy nhiên chúng tôi không đại diện cho nền văn hóa của bạn hoặc hỗ trợ khoa học, tôn giáo và chính trị. Đỉnh núi Sata Bakali, Telos. Telos, một thuộc địa Lemurian, nằm dưới núi Sata ở miền Bắc California, là một thành phố của ánh sáng điều hành bởi một hội đồng của 12 vị minh sư khai ngộ và một vị đứng đầu tên Adama. Tên gọi Telos này có nghĩa là giao tiếp với tinh thần. Các công dân của Telos trước đây là của Lemuria. Người dân của Telos có khả năng di chuyển bằng phép đến bất kỳ vị trí nào và có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm với bất kỳ ai ở bất kỳ địa phương vượt thời gian và không gian. Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời này là trống rỗng và là nơi sinh sống của những loài người với các tần số rung động khác nhau. Mặt trời cũng rỗng nhưng không nóng mà lạnh. Trái đất của chúng ta là rộng và bên trong có một mặt trời ở giữa. Thành phố Capital trong lòng đất được gọi là Zambala nằm ngay trung tâm của hành tinh này và lối vào có thể thông qua lỗ hổng ở phía bắc cực hoặc phía nam cực của hành tinh này. Các ánh sáng phát ra từ phía cực bắc và nam mà chúng ta thấy trên bầu trời của chúng ta thực sự là ánh sáng của mặt trời từ trong lỗ hổng của trái đất. Có hơn 120 thành phố ngầm nằm trong lớp vỏ trái đất. Những thành phố ánh sáng này không xa bên dưới bề mặt trái đất. Nhóm các thành phố này được gọi là màng Agatha. Các chúng sinh trong lòng đất đang rất phát triển về mặt tâm linh. Họ hầu hết là linh hồn đã lựa chọn làm người để tiếp tục quá trình tiến hóa của họ trong lòng của trái đất vì điều kiện hoàn thiện hiện có ở đó. Mặc dù Atlantis và Lemuria đã trở thành huyền thoại trên mặt đất, người dân từ Atlantis và Lemuria đang phát triển ở các thành phố của họ dưới lòng đất. Những người dân của các thuộc địa là những người giống như bạn và tôi. Những người đang sống trong chiều không gian thứ ba cũng giống như chúng ta. Thiên hà Milky Way của chúng ta được chia thành 12 khu vực. Hệ thống năng lượng mặt trời của chúng ta là nằm ở khu vực 9. Và khu vực này có hàng trăm hệ mặt trời khác.
Common Galactic, bao gồm hàng triệu Starship và Volunteers từ rất nhiều hệ sao và từ nhiều chiều không gian khác trong thiên hà của chúng ta. Common Galactic là một phần của Liên đoàn Hành tinh bảo vệ khu vực này của Ngân hà. Mục đích của họ là để giúp trái đất thông qua chu kỳ hiện tại của hành trình tiến hóa của hành tinh. Asta là hành tinh chỉ huy liên đoàn ngành của chúng tôi, hàm đội Silver giám sát hệ mặt trời và có trạm không gian bên trong cổng của núi Shasta. Anton, người đến từ Telos, là tên của người chỉ huy của hàm đội bạc Silver, là người từ các thành phố ngầm Subterranean, là những người phục vụ trong hàm đội bạc. Chào mừng từ Adama. Adama, lời chào từ Telos. Chúng tôi đã dùng thần giao cách cảm với Giant. Giant thay mặt chúng tôi công bố những thông điệp. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các tin nhắn trong cuốn sách của chúng tôi. Mục đích của nó là để đánh thức bạn về sự tồn tại của chúng tôi. Dan Robin, chúng tôi đã có hành trình đến nay để đạt được mục tiêu của chúng tôi trong tâm thức và đã phải đi vào chiều sâu của trái đất để tìm sự bình an thật sự. Chúng tôi đang tìm kiếm. Telos là nhà của chúng tôi, nơi ẩn náu của chúng tôi và chúng tôi không muốn rời bỏ nó. Adama của Telos, người lãnh đạo tinh thần của thành phố Telos. 2. Quá khứ của chúng tôi, Lemurian. Chúc mừng từ Telos, tôi là Adama, là một minh sư khai ngộ và là người điều hành tối cao của Telos, một thành phố ngầm dưới núi Shasta ở California. Tôi đang truyền thông điệp này đến bạn từ nhà tôi ở dưới đất, nơi mà hơn 1,5 triệu người dân chúng tôi sống trong hòa bình, vĩnh viễn và thịnh vượng. Chúng tôi là con người vật chất cũng giống như bạn, ngoài trừ một thực tế là ý thức của chúng tôi chỉ giữ những suy nghĩ của bất tử và sức khỏe hoàn hảo. Vì vậy, chúng tôi có thể sống hàng trăm và thậm chí cả hàng ngàn năm trong cùng một cơ thể. Tôi sống trong cùng một cơ thể bây giờ đã hơn 600 năm. Chúng tôi đến đây từ Lemuria hơn 12.000 năm trước. Trước khi một cuộc chiến tranh nhiệt hạch diễn ra phá hủy bề mặt trái đất, chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn đó và thiên tai trên mặt đất. Và chúng tôi quyết định tiếp tục tiến hóa dưới đất. Chúng tôi đã kêu gọi các cấp bậc tinh thần của hành tinh cho phép cải tạo các hang động đã có bên trong núi Shasta và chuẩn bị cho thời điểm chúng tôi sẽ cần phải sơ tán nhà của chúng tôi trên mặt đất. Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi đã được cảnh báo từ các cấp bậc tinh thần để bắt đầu sự di tản của chúng tôi đến hang động ngầm này bằng cách thông qua hệ thống đường hầm rộng lớn lan rộng khắp hành tinh. Chúng tôi đã hy vọng cứu tất cả chúng sanh, những người Lemurian, nhưng chỉ có đủ thời gian để cứu 25.000 linh hồn, phần còn lại đã thiệt mạng trong vụ nổ. Từ 12.000 năm qua, chúng tôi đã có thể nhanh chóng phát triển tâm thức. Do sự cô lập của chúng tôi từ thế giới bên ngoài, hiện tại, dân số bề mặt đã được trải qua những bước nhảy vọt vĩ đại của ý thức để chuẩn bị cho nhân loại, để di chuyển qua vành đai photon. Đó là lý do mà chúng tôi đã bắt đầu liên hệ với cư dân trên bề mặt và cho biết sự tồn tại của chúng tôi, để trái đất và nhân loại tiếp tục nâng cao tâm thức. Hành tinh phải được thống nhất và sáp nhập ánh sáng từ bên dưới và ánh sáng từ bên trên vào thành một. Đó là lý do này mà chúng tôi đã liên hệ với bạn, để làm cho bạn nhận thức được sự tồn tại dưới đất của chúng tôi, để được sự chú ý của anh em và chị em của chúng tôi ở trên mặt đất. Cuốn sách của chúng tôi chuyển thông điệp được viết cho nhân loại với hy vọng rằng họ sẽ nhận ra chúng tôi khi chúng tôi sẽ lên mặt đất và hợp nhất với họ trên bề mặt trong tương lai không xa. Hỏi, bạn bao nhiêu tuổi bây giờ?
Tôi đến từ Lemuria, một nền văn minh cổ đại. Vào thời điểm cao triều của Lemuria, tôi ở một trong những ngôi chùa. Sau sự tàn phá của Lemuria bởi Atlantis, tôi đã đi xuống lòng đất với hàng ngàn người khác để thiết lập Telos. Tôi không khác bạn, mặc dù tôi hàng trăm năm tuổi bây giờ. Tôi đã có những lợi ích bởi sống qua nhiều đời, nhưng gom lại thành một kiếp. Điều này đã cho tôi cái nhìn sâu sắc tuyệt vời và trí tuệ tuyệt vời mà hầu hết mọi người chỉ bắt đầu thu thập khi đến hết tuổi thọ ngắn của họ. Cuộc sống như vậy trong nhiều năm chắc chắn có lợi ích của nó. Đối với tôi có thể di chuyển, biến đến bất cứ nơi nào theo mong muốn. Tôi cũng có thể nói chuyện thần giao cách cảm với bất kỳ ai, ở bất kỳ địa phương vượt thời gian và không gian. Đây là tất cả những điều mà mọi người trong Telos có thể làm bởi vì chúng tôi đã có được lợi ích của một đời sống dài tập luyện. Vì vậy, tôi không khác, chỉ có thêm kinh nghiệm biết cách sử dụng các cơ hội của cuộc sống. Hỏi, làm thế nào phát triển hệ thống công lý của bạn? Chúng tôi đang ở đây với con số hơn 25 triệu người, tất cả từ các thành phố ngầm của ánh sáng. Chúng tôi đều thống nhất thành một mạng lưới ánh sáng tuyệt vời, gọi là mạng Agatha. Mạng này là rộng lớn trong phạm vi của nó và chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chúng tôi dưới trái đất. Chúng tôi dự các hội nghị lớn, nơi mà luật pháp của chúng tôi được thảo luận và cân nhắc trong ánh sáng của đạo đức thánh thiền. Chúng tôi tự điều hành chính phủ, được hình thành trên cơ sở tư pháp và bình đẳng cho cuộc sống của tất cả. Tất cả các trường hợp được cân riêng theo hoàn cảnh cụ thể của họ và tất cả được đánh giá bởi ánh sáng của Thiên Chúa và Chúa Thánh Tắc Đạo Đức để tất cả các bên nhận được công lý nhất và do đó có lợi ích cho tất cả các bên. Hệ thống công lý của chúng tôi là hàng triệu năm tuổi dựa trên hệ thống Lemurian gốc đã được sử dụng khi chúng tôi sống trên bề mặt tương tự như của bạn. Chúng tôi đem hình thức dân chủ vào chúng tôi khi chúng tôi quyết định đi dưới đất 12.000 năm trước. Kiến thức của chúng tôi là rất lớn vì cuộc sống của chúng tôi rất dài. Chúng tôi vẫn có người còn sống những 20.000 đến 30.000 tuổi. Và vì tuổi dài của họ, họ đã nhớ tất cả những gì xảy ra khi còn sống trên bề mặt. Những linh hồn này rất hiểu biết. Vì ý thức của họ đã truy cập tất cả các kiến thức tích lũy từ thời gian đó, thời gian mà chúng tôi đã đạt đến đỉnh cao của nền văn minh. May mắn cho chúng tôi đã được yên tĩnh bên dưới trái đất để tiếp tục tiến hóa trong hòa bình và thịnh vượng. Do đó, những năm qua, sự tiến hóa của chúng tôi từ tất cả các cấp tăng nhiều lên. Một ngày rất gần, bạn cũng sẽ được trải qua cuộc sống hòa bình và thịnh vượng đó. Sau đó bạn cũng vậy, có thể đạt được sức mạnh và trí tuệ và phát triển thành các đấng khai ngộ. Tất cả các anh chị em trong các không gian cao hơn đang ở đây với bạn bây giờ. Họ đang theo dõi và bảo vệ hành tinh của bạn. Họ đang ở đây để hướng dẫn bạn trên con đường tiến hóa của bạn đến các ngôi sao. Vì vậy, nhìn vào chúng tôi, tất cả chúng tôi, những người đang ở đây với bạn, cho dù từ trên cao hoặc dưới đây, hãy gọi chúng tôi giúp sức mạnh và hướng dẫn bạn. Tất cả chúng ta cùng nhau sẽ tìm cách trở về chiều không gian ánh sáng cao hơn. Hỏi, có phải Lemurians biết sự sụp đổ của Atlantis? Vâng, tuy nhiên chúng tôi đã được cảnh báo của các cấp bậc tinh thần không thể ngăn chặn hoặc kích động một cuộc chiến tranh vì những nghiệp quả nghiêm trọng đã đến với trái đất. Vì vậy, chúng tôi chờ đợi và cầu nguyện và thực hiện kế hoạch sơ tán mình đến các hang động ngầm. Điều này chúng tôi đã làm và có thể cứu được 25.000 linh hồn. Atlantis cuối cùng đã hủy diệt chính nó. Chúng tôi, người của Lemuria, tồn tại và phát triển mạnh dưới lòng đất. Hỏi, tại sao người Lemurians không trở lại bề mặt thay vì ở lại dưới đất?
biết rằng chúng tôi không còn quan tâm đến cuộc sống trên bề mặt, bởi vì bầu trời đã bị phá hủy. Chúng tôi nhận ra chúng tôi có thể tiến hóa nhanh hơn dưới lòng đất, nơi chúng tôi đã được bảo vệ khỏi các yếu tố khắc nghiệt và từ các hệ sao khác. Vì vậy, chúng tôi đã chọn ở lại bên dưới mặt đất. Chúng tôi đã chọn để ở lại dưới lòng đất vì sự tàn phá của thời tiết bề mặt và khí hậu khắc nghiệt. Chúng tôi đã xây dựng một đất không tưởng, nơi mà chúng tôi được tự do phát triển. Bạn cũng sẽ kinh nghiệm điều không tưởng này sớm. Hỏi, tại sao di chuyển vào núi Sata khi có các nơi khác trên trái đất với các đại dương và núi nơi bạn có thể sống? Biết rằng trong những ngày đó, nhiều sinh vật ngoài không gian bên ngoài đã được liên lạc với người trái đất và họ đã đến nội địa trái đất. Cảm nhận của Lemurian rằng chúng tôi sẽ không có cuộc sống riêng tư, chúng tôi cần không gian riêng của chúng tôi để phát triển tâm linh và bảo tồn nền văn hóa mà không có sự can thiệp của nền văn hóa khác. Và đặc biệt là không có sự can thiệp từ những sự nổi loạn từ không gian bên ngoài. Mặc dù các thành phố ngầm được giới hạn và hạn chế, nhưng chúng như là một hàng rào bảo vệ tuyệt vời, giới hạn của nó là bảo vệ của chúng tôi và đã cho phép chúng tôi phát triển mạnh 12.000 năm qua mà không có bất kỳ sự can thiệp nào cả. Núi Sata đã bảo vệ và cung cấp cho chúng tôi sự riêng tư để phát triển tiến hóa của chúng tôi về thượng đẳng trong khi vẫn còn trên trái đất. Các phân chia xảy ra trong nền văn hóa của bạn nằm trên bề mặt trái đất mở đường cho tất cả các cuộc xâm lược, và không chỉ quân sự, toàn bộ bề mặt xã hội của bạn dễ bị tổn thương bởi nền văn hóa xung quanh, và bất cứ những tiến hóa nào xảy ra đều bị sụp đổ do sự lấn chiếm của kẻ khác. Vì vậy, sự giới hạn của chúng tôi đã phục vụ một mục đích tiến hóa, cho phép chúng tôi phấn đấu và đạt đến đỉnh cao của thành tựu mà chúng tôi đã không bao giờ có thể có được khi ở trên bề mặt trái đất. Một ngày rất gần, bạn cũng vậy, trên bề mặt sẽ được tự do và có được môi trường bảo vệ cần thiết để cho phép bạn phát triển thành các đấng ánh sáng. 3. Chúng tôi kết nối Galactic. Bạn trên bề mặt nằm trên chúng tôi và dưới là bộ tư lệnh Galactic. Bạn nhận được ánh sáng từ bên trên và bên dưới. Bạn đang ở giữa hai lực lượng lớn của ánh sáng. Chúng tôi ở đây trong Telos theo dõi dân số bề mặt của bạn rất cẩn thận, theo dõi di chuyển của bạn và báo cáo lại cho hội đồng của chúng tôi. Chúng tôi biết tất cả những gì xảy ra trên bề mặt của trái đất. Chúng tôi đón nhận ánh sáng mỗi ngày và ban phước lành cho bóng tối khi nó buông xuống chúng ta. Chúng tôi chúc lành cho tất cả hoạt động của cuộc sống. Chúng tôi chúc lành cho hành tinh này và tất cả các dạng sống trên trái đất. Một ngày gần đây, chúng tôi dự kiến hành trình của bạn ghé thăm chúng tôi ở đây trong Telos và chúng tôi cùng dự đoán sự xuất hiện của chúng tôi trên mặt đất. Chúng tôi đang chờ đợi thời gian này. Chúng tôi cầu nguyện cho thời gian này khi chúng ta có thể đoàn tụ với anh chị em của chúng ta một lần nữa. Biết rằng trong Telos, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng trong tất cả sự đa dạng của nó và chúng tôi sử dụng năng lượng của ánh sáng để đi du lịch. Chúng tôi sử dụng ánh sáng trong tất cả các chi nhánh để tạo ra và phát triển nền văn minh của chúng tôi. Thực tế trong lòng đất rất sáng, ngay cả những đoạn đường hầm có ánh sáng nhẹ nhàng với công nghệ ánh sáng thủy tinh của chúng tôi, Crystal Light Technologies. Chúng tôi đang dưới đất, chúng tôi ý thức được tất cả những gì diễn ra trong vũ trụ. Chúng tôi được kết nối với tất cả các hệ sao trong thiên hà của chúng ta qua máy tính của chúng tôi, tương tự như màn thế giới web của bạn. Chúng tôi có một thế giới sao màng rộng kết nối tất cả các hệ thống năng lượng mặt trời trong thiên hà của chúng ta. Chúng tôi biết được vị trí tất cả các hệ thống sao anh chị em chúng tôi
và biết về trạng thái tiếng hóa hiện tại của họ bằng cách điều chỉnh chúng vào trên máy tính của chúng tôi. Chúng tôi biết tất cả quá khứ chúng tôi thông qua máy tính của chúng tôi, đăng ký tất cả các thông tin cần thiết thông qua các kiếp sống. Một khi chúng tôi hợp nhất với dân số trên bề mặt của bạn, chúng tôi sẽ mang hệ thống mạng máy tính của chúng tôi để liên kết bạn đến vũ trụ. Sau đó, bạn cũng có thể học kiếp sống quá khứ của bạn và tìm hiểu những lý do xảy ra với bạn trong suốt cuộc đời này, biết quá khứ, giải thích hiện tại và soi sáng tương lai. Hỏi, tại sao anh chị em dưới lòng đất bỏ rơi tất cả chúng tôi những hàng ngàn năm và không đến để hỗ trợ chúng tôi? Chúng tôi đến đây, thành phố ngầm, để phát triển tâm linh mà không bị cản trở bởi lực lượng phủ định. Chúng tôi đã chọn giữ im lặng bởi vì chúng tôi đã thấy và kinh nghiệm sự xâm chiếm từ các hệ sao khác, và chúng tôi muốn được phân lập để chúng tôi có thể tiến hóa nhanh hơn. Chúng tôi chọn môi trường hiện nay của chúng tôi vì lý do đó. Chúng tôi không muốn để lộ mình với những lực lượng phủ định trên bề mặt. Đó cũng là một thử nghiệm để xem chúng tôi có thể phát triển bao nhiêu và bao xa nếu chúng tôi được cô lập từ chiến tranh và đói nghèo đến với bề mặt. Và xen lẫn với bạn, chúng tôi sẽ mang các nguồn năng lượng phủ định trở lại dưới đất với chúng tôi. Bạn có hiểu điều này? Ngay cả nếu chúng tôi lên bề mặt và mang lại cho bạn những lời dạy của chúng tôi và công nghệ cao, nó cũng có ích. Ý thức của bạn không sẵn sàng và đã có thể từ chối lời dạy của chúng tôi và xem chúng tôi như ma quỷ, biết rằng chúng tôi không thể đến để trợ giúp bạn bởi vì chúng tôi sẽ bị phá hủy bởi phô bày chính mình với loài người trên bề mặt. Vì vậy, chúng tôi vẫn ở lại các thành phố ngầm, chờ đợi thời gian khi ý thức quần chúng có thể chấp nhận giáo lý và công nghệ của chúng tôi một cách an toàn. Bây giờ, những người làm việc cho ánh sáng Lightworker đã thức tỉnh và dân số nói chung ngày càng trở nên nhận thức và nhạy cảm hơn với trái đất. Chúng tôi có thể đem mọi thứ mà chúng tôi đã bảo vệ trong nhiều thế kỷ lên bề mặt. Chúng tôi đã thấy chiến tranh và xung đột quá đủ, và chúng tôi cần tập trung vào phát triển tâm linh của chúng tôi và để giữ ánh sáng một cách an toàn cho hành tinh. Chúng tôi cảm thấy đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm được. Bạn có hiểu lý do cô lập và sự im lặng của chúng tôi? Chúng tôi đã làm vậy để bảo vệ chúng tôi và cho bạn. Nếu không, bây giờ nhà của chúng tôi và giáo lý và cuộc sống có thể đã bị phá hủy bởi đã mạo hiểm ra giúp một nhân loại đang ngủ. Chúng tôi biết các lực lượng đen tối đã xâm chiếm mặt đất và những vụ ăn cắp từ dưới lòng đất. Chúng tôi biết tất cả những gì xảy ra trong và ngoài hành tinh, nhưng nếu chúng tôi ra mặt, chúng tôi cũng sẽ là nạn nhân và không có ai để bảo vệ giáo lý và công nghệ của chúng tôi hoặc giữ gìn ánh sáng. Chúng tôi nắm được mức độ và chiều sâu của mối quan tâm của bạn về vấn đề này, và chúng tôi muốn nó có thể khác. Chúng tôi muốn được lên trên bề mặt giúp bạn và bảo vệ bạn, nhưng bởi vì trong mọi trường hợp làm như vậy không được khôn ngoan, bây giờ ý thức quần chúng và năng lượng trên hành tinh đang thay đổi. Chúng tôi rất sớm có thể đến bề mặt và kết hợp với các Lightworker cho giai đoạn cuối cùng dẫn đến sự tiến hóa. Chúng tôi muốn bảo cho bạn tin mình, các sóng tiến hóa sắp tới bề mặt trái đất của bạn. Các sóng này được tạo ra từ các lực lượng sáng tạo của vũ trụ và đang hợp nhất với Thượng Đế kế hoạch cho trái đất. Tất cả các bạn sẽ nhận được cấp độ năng lượng cao hơn và các cơ thể của bạn sẽ thích ứng với các tần số sóng cao hơn. Chẳng bao lâu, một làn sóng lớn năng lượng sẽ đi xuống trên bề mặt trái đất của bạn, đưa tất cả các dạng sống vào một cấp độ cao hơn của ý thức. Chúng tôi ở đây trong Telos kiên nhẫn chờ đợi thời gian năng lượng tăng lên. Nó sẽ nâng cao ý thức của bạn và sẽ cho phép chúng tôi lên bề mặt.